À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Napoleon. Mình là Tô Tan Qua Tuyên Quang. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của Cộng hòa Liên bang Đức. Và ở tập trước các bạn biết rồi, thằng Nga Nikolai Nyazevsov nó đã quyết định dám chiến tranh với mình. Nhưng mà mình đã nói rồi, mình không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng mình sẽ luôn chuẩn bị cho tất cả những tình huống có thể xảy ra. Và một trong những tình huống có thể xảy ra đó là Nga dám tuyên chiến với mình. Và mình đã có các cái lực lượng đồn trú sẵn sàng để có thể đáp trả nó luôn. Trong khi nó chưa kịp tấn công bất kỳ một thành nào của mình thì mình cũng đã tấn công và tiêu diệt được một thành của nó rồi. Với một quân đoàn của Nga trận đầu tiên. Còn ở đây nữa, thằng Nga còn các quân đoàn này nữa. Nó cứ đứng ở đấy. Và nó sẽ chết bây giờ mà. Nói chung ấy thì ở cái bản Napoleon này nó không có cái vấn đề lương thực, nên các bạn cứ đứng trên đất của mình là hồi quân, quan trọng là hồi nhanh hay hồi chậm thôi. Hồi nhanh hồi chậm thì nó cũng không quan trọng lắm đâu, bởi vì từ từ các bạn sẽ hồi được hết. Bây giờ thì mình sẽ để hai quân đoàn này nó ổn định một xíu, quân đoàn này sẽ rút về đây, hai quân đoàn này rút về đây. Tập trước thì mình đã khôi phục thêm được cái thằng Italia này, đây các bạn nhìn này, vùng lãnh thổ này. Bây giờ mình sẽ tạo thành một cái vùng đệm như thế này, đây mình đã tạo được một cái vùng đệm như này. Mình sẽ cắt đôi các lực lượng của Pháp thành hai phần và như này. Mình giao nốt cái tỉnh này cho cái thằng Italia nữa, là mình sẽ cắt toàn bộ lãnh thổ của thằng Pháp thành hai phần. Phần chính quốc với phần hải ngoại này của nó. Phần chính quốc thì mình chưa biết được, nhưng mà phần hải ngoại thì nó bị đứt làm đôi thế này thì nó cũng không thể tiến lên được. Nó cũng không thể tấn công vào đây được. Đây. Đây. Chỗ này thì có thằng Áo phòng thủ rồi. Nó vẫn có hai ba thành ở đây, nhưng tất nhiên để mà nó đánh được thì nó cũng rất khó, bởi vì thằng Áo nó sẽ tấn công cả từ hai phía này lên nữa. Phía đây thì có thằng Rumani được hồi phục rồi, nhưng thằng Áo thì lại còn dở hơi là nó bị thằng Thổ Nhĩ Kỳ quay đây. Mình chưa biết tình hình thế nào cả, nhưng kế hoạch của mình là sẽ tiêu diệt cái vùng Ý này đã. Có thể mình sẽ chiếm tiếp cái tỉnh này và giao lại cho thằng Thụy Sĩ, một thằng chư hầu khác của mình. Rồi đây, chúng ta có cái lực lượng vùng đệm rất là mạnh. Đây các bạn có thể nhìn xem lãnh thổ của mình đây. Chúng ta chỉ có một cái lãnh thổ nhỏ này thôi, nhưng mà chư hầu của chúng ta các bạn nhìn này đấy. Nó ở xung quanh chúng ta luôn. Nên là chúng ta rất là an toàn. Hiện tại bây giờ giáp danh lãnh thổ của chúng ta chỉ ở phía thằng Nga này thôi, còn hai ba tỉnh này nữa. Còn hoàn toàn các cái vùng khác này không có giáp danh. Có mỗi chỗ này này mà là mình thấy nguy hiểm nhất này. Đây, chỗ này là thằng Pháp đã chiếm này. Mình đang có thể mình sẽ hồi phục quân và mình sẽ đánh được cái khu vực này thì tốt, nhưng mà cũng chưa biết thế nào liệu có đánh được không. Đấy là kế hoạch thôi, chứ còn bây giờ mình mà đánh được cái vùng này thì tốt, nhưng mà chắc là lực lượng của mình hơi mỏng chưa tiến vào được. Thôi được, để mình xem tình hình nào đã. Có lẽ cái lượt này mình cũng hết việc để làm rồi, nên mình sẽ qua lượt. Nikolai nhai dép xốp sang nhà mình để đánh nhau à? Mày chán sống hay sao thế ở cái thằng Nikolai nhai dép xốp này? Rồi tiếp tục chúng ta sẽ luyện cấp cho các cái tướng của chúng ta bên này. Rồi tôi biết rồi, cảm ơn mấy thế bà. Nhiều lúc cái bà nói nhiều quá. Chúng ta là tháng 9 rồi, chúng ta không được để trước đánh nhau với người Nga trước mùa đông. Nếu không là chúng ta gặp vấn đề đấy. Đánh nhau với người Nga trước mùa đông. Zurückweichen! Sir, eure Befehle? Cho nó chiếm lại, mình lại chiếm lại nhỉ? Tao tự dưng mình ấn nút chạy ra nhỉ? Thôi được rồi. Nó vây cũng lắm, nó vây thành, nhưng mà sao mình phải chạy nhỉ? À, nó có quân quái đâu. Rồi được rồi, thằng này xem tướng này có sao gì. Có skill cũng khá ngon đấy, nhưng mà ấn giờ hơi rồi. Thôi được rồi, không sao cả, lỡ rồi thì thôi. Tướng Stamford này đã hồi quân đầy đủ chưa? À, tướng chưa được hồi đủ quân. Nhưng mà cho quân ra đây đã, mình sẵn sàng. Cho mấy thằng này lên đây. Có thể là chuẩn bị một trận chiến sang khu vực phía này.
Ở đây quân Pháp nó đóng đông quá, mình không chắc mình có ăn được không. Mà thằng xem là trong những thành chư hầu mình có thằng nào chiến tranh thằng Pháp không. Có vẻ là ổn đấy, bởi vì là không thấy thằng nào chiến tranh với thằng Pháp à. Thế nên là chúng ta có một cái vùng đệm khá tốt. Lượt sau thì tướng này sẽ tấn công. À, chúng ta sẽ đây tiếp tục luyện skill là tên hay quá, lại cộng 3 tấn công intelligence. Ôi trời ơi, nó dám tấn công này. Úi dồi ôi, tướng 9 sao rồi. Untapo tướng 9 sao. Nhưng mà cái skill này lại chưa lên mấy. Cái này phải lên 5 sao nó mới mạnh. Lên cấp 5 nó mới mạnh. Yên tâm đi, anh sẽ luyện cho hai thằng tướng này mạnh vãi trưởng luôn. Anh em xem thấy. Đây là tướng chủ lực của đây này, Gerard von Butcher, người đã đánh bại Napoleon Bonaparte trong trận Waterloo, không thể là một người tướng cùi được. Đấy. Chúng ta luyện ít thôi, cũng không có thời gian để luyện nhiều tướng đâu, bởi vì luyện lên đến cấp đây là 5-6 sao như thế này là cũng đủ đánh rồi. Tất nhiên thằng này hơi thấp nhưng mình luyện sau. À, qua lượt đã cho thằng Nga nó chiếm lại cái tỉnh này. Mình chiếm cái tỉnh kia trước. Cái tỉnh kia để mình khôi phục cái thằng chư hầu lên. Ôi, bọn này nó kéo quân vào đây đông thế. There is unused land suitable for farming in this region. Mình nhìn thấy thằng Pháp nó tiến quân sang đất của mình. Will help the population to grow over time and produce trade income. Quay nó lại đã. Đây, cái tỉnh này của nó không có quân rồi. Chúng ta sẽ khử luôn. Chiến cướp tí tiền. Đầu tiên là phải cướp tí tiền đã, xong lại bán cho một thằng nào đấy. Mình nhớ không nhầm đây là tỉnh của một cái nước là cái gì nhỉ, Baltic. Nên là mình có thể khôi phục được nó lên mà. Đúng rồi. Đây, chúng ta có thể khôi phục được, nhưng mà để đã, anh kiếm tí tiền đã. Nhà anh đang nghèo. Kiếm phát nữa đó. Cái này khó lên cấp ghê nhỉ. Tốt rồi. Chúng ta sẽ khôi phục cái nước Cộng hòa này lên. Vâng, đồng thời chúng ta có luôn hai đơn vị quân. Đây, cho nó về đây. Và sau đây, đánh hội đồng cái thằng này cho anh. Chúng ta có thêm một đệ tử mới. Đây, vậy là mình đã tạo được một cái vùng đệm khá an toàn bằng cái việc tạo ra một cái thằng chư hầu phía bắc nước Nga này. Một số đây ở cái vùng này thì có này, ở phía nam thì có một thằng Crimea. Và nó cũng là chư hầu, nó đây này, ở cái tỉnh này này, thì có thể khôi phục được thằng chư hầu lên. Phía bắc này thì mình tạo như này, mình sẽ tạo được cái vùng đệm rồi, có thể mình sẽ chiếm tiếp tỉnh này nữa. Nhưng mà đấy là kế hoạch sau. Quân đoàn này thì đang bị thương. Để nó cũng không mạnh lắm đâu mà nhở. Ăn được mình ăn đi chứ nhở. Để mất lượt phí. Cái quân của mình cũng bị thương khá nặng. Ăn được, nó cũng không có các đơn vị súng pháo của nó, pháo tầm ngắn thôi. Kỵ binh của nó cũng bình thường. Có điều kỵ binh của mình bị thương nặng quá, chưa hồi được hết. Ăn. Mình đã được thêm một trận vây thành, tội gì. Chúng ta sẽ giải quyết cái khu vực chiến trường này trước mùa đông. Nếu không là chúng ta để sau mùa đông là chúng ta gặp vấn đề lớn đấy.
Rồi. Mình xem nào, nó bố trí hai khẩu pháo bên này. Chúng ta không có nhiều gò đất để triển khai pháo binh ngoài cái gò này. Gò này thì tầm bắn quá xa, không tới được. Thế nó dở, thế nó dở đấy. Đây có một cái gò, không nói kể. Mình tiến được lên chỗ này. Đây, chỗ này thì còn có vẻ là điểm cao. Các bạn nhìn trên map những cái điểm nào mà nó sáng thì tất nhiên chúng ta không lùi về đây. Lùi về đây thì quá xa. Ủa, lùi về đây mà phòng thủ thì bao đẹp luôn này. Đứng ở trên cái gò này thì làm sao mà kỵ binh nó tấn công được, cho súng bắn tỉa ở trên này. Mà ai chơi kiểu thế. Đây, mình sẽ cho đội pháo mình đứng đây để chạy lên cái gò trên này cho gần. Kỵ binh của mình vẫn đang bị thương khá nặng, chưa hồi phục. Đứng đây đã. Đơn vị này không có lính bắn tỉa. À, lính súng trường, lính lén lút đạn. Rồi. Tính xem là dàn quân kiểu gì. Có lẽ một cánh quân trung tâm mình sẽ dàn vào cánh rừng này. Nếu quân những cánh rừng này cũng hay. Chiếm lĩnh được cánh rừng chỗ này cũng là ổn. Có điều mình sẽ phải tiến nhanh trước, nếu không là... Đây, chúng ta sẽ tiến đúng lên con đường này luôn. Xem pháo binh như thế nào. Đồng thời cánh bên này chúng ta cũng tiến lên. Mình nghĩ là mình sẽ triển khai quân như thế này. Pháo binh của mình đặt đây. Xem là gò đồi này. Đây. Cái gò đồi này rất tuyệt. Quân Nga cũng đang bắt đầu di chuyển. Chết rồi. Nó cũng khôn lắm, nó tiếp cận dần. Từ đứng đây thôi em ơi. Tiến lên xíu nữa. Rồi, chúng ta lấp ở trong rừng thì lợi thế hơn. Tiến quá sát. Và để đơn vị súng trường bắn trước, tấn công trước. Kỵ binh của chúng ta bắt đầu có thể di chuyển được rồi. Khi nó đang dàn đội hình thì chúng ta bắt đầu phải cho kỵ binh di chuyển. Nếu không pháo nó mà lã một phát là chết rồi. Khi pháo đang di chuyển thì chúng ta phải di chuyển ngay, cho kỵ binh di chuyển. Ái xà. Ăn nhau rồi, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Đánh nhau trong rừng. Ôi ồ. Kỵ binh của Nga này. Rồi không sao, chúng ta đang ở trong rừng. Pháo binh chúng ta đã vào trận địa chưa? Có vẻ ổn lắm nhỉ. Rồi xuống lòng. Lã thẳng ở chỗ này cho anh. Đội kỵ binh của nó chạy rồi. Đội súng trường của mình lùi lại đây một xíu.
vào đây. Từ từ đã, chúng ta đang ở trong rừng, chúng ta phải cẩn thận lên thế. Bắn nhau thì bọn Nga này không giỏi đâu, nhưng mà đánh nhau trong rừng này rất khó quan sát. Một cái là có khả năng ẩn lấp. Chúng ta có lên vị trí trường, chúng ta cũng không ngại lắm. Rồi, mình sẽ cho cái cánh quân bên này tiến lên ạ. Cánh quân bên này phải tiến lên, bao vây chiến trường. Rồi, pháo tiếp tục lã vào đây. Ờ, đúng rồi, lã thẳng vào đây. Cái binh chúng ta tiến lên. Tướng của nó khùi thôi, tiêu diệt luôn đội tướng của nó. Lại cho kỵ binh vào đây đánh mình. Ai chả lùi lại em ơi, cho kỵ binh vào thì cứ đội hình hiệp rỗng là diệt. Không, oh, binh của nó đâu? À, súng trường của nó đấy. Ôi ôi, pháo lã vào đây, không ăn thua. À, quân Nga đang rút ra rồi. Rồi, đội kỵ binh của nó đã xong. Ha, chúng nó không vào được, nó rút ra rồi. Nó đang tụ tập ở đây rồi. Nó thấy đánh trong rừng nó vẻ không ổn nên nó phải rút ra, đúng không? Tiếp tục. Bắn nhau với quân Nga ở trong rừng. Madashivik. Tạt sườn cho anh. Ôi, rất khó quan sát. Các bạn chỉ có thể quan sát bằng cách này thôi. Nhìn trên bản đồ lớn này, nhìn xem có chỗ nào có chấm đỏ để biết là quân địch đang ở đâu. Chỗ này chúng ta đang bị bắn tạt sườn. Tiếp tục lấp vào đây. Pháo binh đâu? Đã thẳng vào đây cho anh. Nó đang tiến lên này. Hai đội chúng chưa bắn tỉa, xoay hướng ra đây. Rồi, hai đội này đây. Khử đẹp bọn pháo này cho anh. Rồi, bộ binh của chúng ta tiến lên luôn. Phải chia làm hai hướng này để làm rối loạn đội hình của nó. Rồi, một đội của nó chạy. Trận chiến trong rừng mới thể hiện được xem là cái khả năng tầm quan sát và cũng như cách các bạn dàn đội hình nhé. Bởi vì đánh trong rừng các bạn biết rồi, chúng ta không thể nhìn thấy cái gì cả. Hoàn toàn dựa vào khả năng quan sát trên map của các bạn. Rồi, ở đây có một đội. Ôi, pháo. Pháo chúng ta bắn ở đây. Rồi. Rồi, bộ binh của nó chết luôn. Tàn ngay, tàn ngay. Chân thủ tàn ngay. Bộ đội của chúng ta thì thương khá nặng bởi vì trận này chưa hết. Rồi. Vừa hoàn thành nhiệm vụ rút ra đây. Kìa tướng của nó này.
Nào nghe, tiến lên, tiến lên, tiến lên, tướng của nó này, tiến lên ạ. Ai chà, bên này lại bắt đầu bắn nhau rồi. Nó bắn tạt sườn mình à? Nói rồi là để cánh bên kia tiến lên đã, cánh bên này cái từ từ. Tướng của nó chỗ này, mình vừa nhìn thấy tập tướng nó đâu mà. Đây, đây rồi, quá đẹp luôn cho pháo binh của mình, lã thẳng vào đây cho anh. Bộ binh của nó vào tầm bắn của pháo binh rồi, cho bộ binh của mình tiến lên đã, cánh cái này tiến lên đã, ốp nó từ hai phía này thì nó nát luôn. Rồi, kỵ binh rồi, tiến lên đây, từ từ thôi. Ôi, mấy thằng Nikolai nhai dép xốp này nó lì lắm. Nó xông lên kìa. Biết sợ lắm, chúng ta có đơn vị mày dám xông lên à. Dám đấu với súng trường bắn tỉa của Đức à. Ôi, người Nga đã ra tiến lên theo đường cách chữ rồi. Bắn thẳng vào đây cho anh. Không cần. Tiến lên. Ôi, tảng hoa lên nó. Rồi. Người Nga lại rất tuyệt vời. Ôi, bắn giáp phết đấy nhỉ. Tôi lại tí đây em ơi. Chờ cái nhân kia tiến lên. Đây rồi. Nhanh. Our men are running, sir. Ai chả. Lùi rồi mà vẫn chạy à. Tinh thần chiến đấu này thấp thế. Tướng này chưa phải là tướng mạnh rồi. Lã vào đây. Chạy lúc chắc là hồn. Úi xời. Hay quá, pháo binh của chúng ta đâu. Rồi, 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 rồi. Thằng này quay lại, nhanh. Đồng đội đó tấn công rất dữ dội của chúng nó. Tại sao mày lại chạy? Rút anh mày ơi, rút, 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 rút. Cánh bên kia tiến lên, còn cánh bên này thì rút dần. Rồi, cánh bên kia đang tấn công rồi. Rồi, thằng bỏ chạy rồi. Ở đây. Rồi, pháo đâu, lá thẳng ở đây. Tất nhiên là nó đã ở ngoài tầm bắn của pháo binh của mình đấy, nhưng mà không sao. Nó bị tấn công từ hai phía, nó đang hoảng loạn rồi. Anh em bình tĩnh, ăn được. Pháo binh của chúng ta ở đây rồi. Ăn được. Mấy thằng Nikolai nhai xếp xốp này, các bạn đừng để cho nó tiếp cận được. Nó tiếp cận được là dở hơi lắm ấy. Nó vác lại lên, nó sắp cho nó chết. Glorious victory, sir, is soon to be yours. Rồi, ui. Giàn mỏng nó một tí, bắn cho nó dày. Nhưng mà tinh thần giàn mỏng thì tinh thần chiến đấu sẽ suy giảm rất nhanh. Nếu như bị thương vong lớn. Cái gì nó có hai mặt của nó. Gì nó cũng có hai mặt của nó. One of our units has used all its ammunition, sir. Chúng nó đang tiến lên kìa. Hay quá.
chỉ huy và để từ quân bị đánh từ hai phía như này thì đấy là một chỉ huy tội. Hai đơn vị này hết đạn luôn à. Rút lại. Cánh bên này nó đang tiến lên ạ. À? À, tiến lên, cho tiến lên. Rồi, bắn tạt sườn nó cho anh. Rồi. Đã đây. Xong rồi, nó xong. Xong rồi. Phải có pháo binh điểm trợ mới bắn được. Chạy rồi. Xong. Dồi ôi. Đây chính là một bãi chiến trường rồi. Rồi. Quân Nga đã bỏ chạy. Và tất nhiên đây là Heroic Victory rồi. Tư lệnh chỉ huy của quân nổi dậy, người đã lãnh đạo cuộc cách mạng à, nước Đức thành công, đã trở thành người hùng khi tái chiếm lại thành tỉnh này. Rồi, mình sẽ giao lốt cái tỉnh này lại cho cái thằng đệ mình nhá. Thằng đệ mới được thành lập. Đấy rồi. Cái thằng có tên là Kuplen này. Đấy, Litva, Lithuania. Nó là một trong những cái tỉnh ngày nay thuộc các cái vùng mà đúng rồi, vùng được gọi là các nước Baltic. Mình sẽ giao lại đất để cho các nước vùng Baltic để chúng ta không phải là những kẻ thích chiếm đóm. Rồi để mình rút quân về đã. Rút quân. Đồng thời mình sẽ bê vùng đệm của mình bây giờ còn một cái vấn đề là thằng Thổ Nhĩ Kỳ dưới này. Thằng Nga thì có thể nó sẽ đưa quân tiếp viện theo đường biển. Được, đường biển thì đây. Nhưng mà việc đó là hơi khó, mình chỉ cần cho một quân đoàn đóng ở đây thôi, là ổn đấy. Mình giải quyết lốt cái vùng đệm mà thằng Thổ Nhĩ Kỳ dưới này nữa. Nhưng mà phát sinh thêm là thằng Nga, thằng Pháp này. Thằng Pháp này nó có quân đây này. Lực lượng này của mình cũng chưa có lực lượng. Hai khẩu pháo mình đâu rồi? Vào đây. Trận này hơi khó khi mình không có pháo binh. Pháo binh của mình tiếp viện sẽ rất là chậm. À, không có kỵ binh nữa. Thôi được. Vẫn phải đánh thôi, nó đến đất của mình rồi. Mình biết ngay mà cái khu vực này rất dễ bị móc lốt. Nếu như thằng Pháp nó chiếm lốt được cái tỉnh nhỏ nhỏ và thằng Áo còn trên kia thì mình đã bán ra cái vùng đất đấy cho thằng đệ mình thì khu vực này khá an toàn. Có lẽ mình sẽ phải đánh sang phía này trước thật. Chiếm bóng lại Áo và Hungary. Bây giờ là căng, chúng nó có pháo và chúng ta thì không. Chúng ta thì cũng khá là nhiều quân đấy nhưng mà... Pháo thì cũng không có nhiều kỵ binh lắm đâu nên mình cũng sợ. Bọn này chuyên lên lựu đạn. Damn this weather, sir! Wet powder makes misfires a certainty. Nhưng mà tính lính này chưa có rank, tướng thì lại là tính củi. Đánh nhau với tướng McDonald thì không đơn giản đâu. Tướng này của mình khá củi. Kia rồi, con Pháp kia rồi. Không biết viện của mình sẽ vào từ đâu nhỉ? Mình chưa biết. Pháo của nó chưa bắn tới. Bên đấy nó có pháo bên này không? Pháo binh của chúng ta đang vào, chờ xíu. Mình có hai khẩu pháo mà.
Chúng ta lại ở cái gò đất sâu quá. Có thể đặt pháo binh ở đây. Từ đó, bộ binh này à... Để xuống đây thì... Đừng lên một chút. Đây là một cái quả đồi tốt để đặt pháo binh. Một vị trí khá tốt để đặt pháo binh. Khi mà một quân đoàn không đầy đủ như này thì các bạn đánh rất là khó đấy. Đây là một cái đơn vị nó không đầy đủ lực lượng, chúng ta chỉ có vài lực lượng xíu xíu là nhỏ. Cánh bên này chưa tấn công được, cánh bên này tấn công là pháo binh của nó bên này. Chúng ta sẽ đánh vào cánh mà chúng nó không có pháo binh. Mắt nó phải di chuyển đấy. Khi pháo binh nó di chuyển thì chúng ta mới bắt đầu cho bộ binh chúng ta di chuyển. Nếu không, khi mà pháo nó đang ở chế độ tức là hạ pháo xuống để bắn mà chúng ta di chuyển là chúng ta toi. Nó bắt đầu tiến quân lên rồi kìa. Chưa biết nó định làm trò gì. Nó lại bắt đầu tấn công theo cách cũ à? Chắc chắn lắm nhưng mà đến đây đã. Hạ lòng pháo xuống, giết tướng McDonald của nó trước cho anh. Rồi, mọi thứ có vẻ ổn ổn hơn rồi đó. Mình sẽ cho cánh quân bên này tiến lên, dụ nó tấn công cánh bên kia. Biết là chúng ta không có kỵ binh trận này, nhưng không thể đi móc lốp rồi. Có mỗi kỵ binh này là tướng, mà tướng mà cho đi đánh nhau, nguy hiểm lắm. Trời ơi! Mày chết! Mày chết! Nói gì thì nói chứ mình phải cho mấy thằng bộ binh này. Ôi chết rồi, pháo nó bắt đầu bắn rồi. Tướng chạy ngay, kiểu chết. Đội hình hiệu rỗng. Rồi, cứ bình tĩnh đi. Cứ bình tĩnh đi. Rồi, tấn công thẳng vào bọn bộ binh này thôi. Chúng ta không có kỵ binh mà. Trận này chúng ta cũng không có kỵ binh. Mình đang mua kỵ binh cho quân đoàn này. Rồi, xong mọi người. Rồi, cái lạ chết bọn bộ binh của nó chết đã. Chiến tranh không thể vội vàng được. Chiến
tranh không phải là thứ là trò đùa, có thể vội vàng được. Nó tiến lên theo hướng kia rồi thì cánh bên này phải tiến lên thôi. Pháo của nó hình như mình không nhầm thì đang di chuyển. Di chuyển nó không đặt được. Chúng ta sẽ... À, nó không tấn công được. Rồi. Đúng rồi, pháo mình cứ bắn vào đây đã. Rút tiếp. Rồi, bắn được một xíu đấy thì chạy ra em ơi. Để cánh nhân kia tiến đây này. Rồi, cánh bên này đánh tạt sườn là pháp. Nó sẽ phải bố trí lại quân ngay. Rồi, bắn hết một loạt đạn rồi thì lại rút. Ừ nhá, để lừa quân Pháp vào thế bao vây ạ. Lừa quân Pháp vào thế bao vây ạ. Nó đang tiến mà. Dụ nó vào thế bao vây. Đừng đi. Pháo nó hạ nó rồi. Ôi ôi, pháo nó đang lã mình. Để nó. Đến đây em ơi. Nắm nó cho ngựa bảo vệ pháo. Mình không có cách nào để hạ được. Bởi vì mình không có kỵ binh. Giờ chúng ta sẽ lợi dụng vào cái sườn đồi này. Dụ quân Pháp đây để chúng ta tấn công từ sườn đồi. Đấy. Lại đây tiếp đi. Đó, quân này của nó đang bị tấn công. Ôi ôi. Cái này mình chưa có nhanh. Rồi nó đang bị tấn công cánh này. Rồi. Đến đây em ạ. Bắn tạt sườn nó luôn. Cái này thế, đến đây. Pháo rồi, xoay ra hướng này. Bị thấp chưa? Con ngựa nó bắn đằng sau lưng mình. Nó không vãi trưởng luôn đấy. Mình sợ luôn mình phải bỏ chạy lắm. Để vì tiến lên áp chế tinh thần nó ngay lập tức. Nó đang thế bao vây là nó bị mất tinh thần ngay. Nhanh áp chế nó lại. Mình không áp chế được nó là nó áp chế mình là mình thua. Cánh này của mình đang bị thương rất nặng. Không rút được. Rút chết ngay. Ngay nó sẽ có tấn công. Rồi chạy đây. Đội binh của mình tiến lên. Rồi cánh này tiến lên. Ăn được. Hai đội súng trường mặt tiện tiến lên rồi. Cố lên. Đến này lính chưa có rank. Lùi sâu tí tránh đội binh của nó. Này vui. Our men are running, sir. What's that? Chắc vẫn chạy được, vẫn thoát được. Rồi, bộ binh phải nói. Bộ binh nó xong rồi. Tiến lên đây này.
mình không áp chế được tinh thần nó thì nó sẽ áp chế mình. Rồi, loại bỏ phân pháp. Con kia này bị thương khá nặng rồi, giữ lại. Tăng tinh thần chiến đấu cho thằng này lên ạ. Rồi, mức tinh thần chiến đấu phát tăng xanh lè luôn. Chết, phát chết. Glorious victory, sir, is soon to be yours. Nó bỏ chạy à? Xông lên! Từ nhá, tướng đi từ từ thôi. Tướng bút tinh thần cho quân phát. Đây là tướng cùi mà nó bút khá phết, nhưng bút phát lên được. Đấy anh em, rất ít khi mình dùng cái này, bởi vì dùng cái này thì nó trường hợp đặc biệt mình mới dùng thôi. Cái này là cái hỗ trợ bút tinh thần của binh sĩ. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Tiến sát vào đây. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Anh làm cho quả lựu đạn ở đây đấy mày. Chả có khi được lén lựu đạn. Nó tướng từ từ. Rồi. Từ từ đó. Còn lựu đạn nó lén đấy. Rồi, xông vào. Sao che lên đầu thì các cái đơn vị lính của mình không? Đấy là mình đang bút tinh thần của lịch sử. Tôi việc được đến một phát luôn. Tôi cần một đội hình hợp dẫn tiếp theo. Bạn đã lên một sản. Rồi. Thế quả. Tướng gì quả những thắng một trận rất là tuyệt vời. Heroic victory nhé. Không biết sau trận này thì ô tướng này lên rank này, học được skill này, học được skill này, conflict general, what? Lên 3 skill luôn đấy. Lúc đầu nó chỉ có một skill kia mà tăng thêm được skill này ngọt thế. Quần nó nát à? Thằng này ăn được à? Ô, không ăn được à? Niemand wird uns besiegen. Ăn được à? Rút về. Rồi, thanh niên này bây giờ lại về đây thủ. Biết là thổ Nhĩ Kỳ nó có đưa quân sang pem mình không nhỉ? Chắc chưa kịp. Đợi, thanh niên này về đã.
Pháp này định móc lốp anh à? À, cái này nghiên cứu gần xong rồi. Cho cái này nghiên cứu. Công trình này nó lên rồi, cho cái này nó nghiên cứu. Rồi, mọi thứ có vẻ ổn. Mọi thứ có vẻ ổn. Rồi, chúng ta còn có phá phản lực nữa cơ. Nhưng mà phá phản lực thì lâu lắm. Mình chưa biết. Bên này thì có lẽ cứ để tạm ổn đấy đi nhỉ. Tấn công sang vùng bên này trước. Để không cho quân Pháp nó tấn công mình theo kiểu như vậy nữa. Nó móc lốp mình như vậy thì mệt lắm. Tỉnh này. Và giao lại cái tỉnh này cho thằng Italia đã để mình tiến quân đi. Tiron. Chia sẻ công nghệ cho nó luôn. Và chúng ta có một cái biên giới cũng khá khá đấy. Rồi, quân Pháp thì bây giờ không có bất kỳ một hướng nào để tấn công mình. Tất cả các hướng đều bị quân mình. Đây, nó chỉ còn mỗi cái khe chỗ này. Mình sẽ giải quyết lốt vùng này đã. Giải quyết lốt thằng Pháp ở đây. Nó không tấn công thằng áo, nó dám vòng lên trên này nó đánh mình. Nó cẩn vơ vẩn chứ. Napoleon đây à? À, Napoleon à? Có thể mình sẽ nhốt quân Pháp ở đây nhỉ? Yeah. Không biết có lên không, nhưng mà có lẽ là thế là tốt. Đợt này thì à, chúng ta có 13.000 để xem nâng cấp được cái gì lên không nữa. Nhà cửa chắc để dành tiền để nâng cấp ở phần thủ phủ đấy thôi. Mấy lượt nữa chúng ta sẽ có khá nhiều cái phải nâng cấp này. Nhưng mà cái vùng bên này chắc mình phải nâng cấp cái nhà lính lên đó. Để tiện mua quân. Rồi, đây, còn chỗ này nữa. Thôi qua lượt. Tình hình chính trị xem nào. Nói chung chúng ta đang có một bộ máy chính trị khá tốt. Không phải lo lắng. Rồi. Ồ, lượng tướng này max skill thì đánh nhau cho nó sướng. Mới có 9 sao thôi mà. Anh em cứ phải bình tĩnh. Chưa max skill đâu. Max skill nó phải đủ cả 3 skill ở đây này. Tất cả cái skill này nó phải lên đến cộng 5 cơ. Commander nhưng mà mạnh nhất. Cái này thì 2 cấp nữa. Cái này 3 cấp. Cái này 1 cấp nữa. Cái này thì một cấp nữa. Cái này hai cấp nữa mới max. Mình luyện rồi mình biết mà max skill. Nhưng mà nếu mà max skill lâu lắm, chắc mình không biết mình có luyện được hết để lên max skill không. Luyện thế thì chắc mất thời gian lắm. Để mà lên tướng max skill chắc phải tầm hơn 100 lượt. Và trận nào cũng phải đánh cơ mới lên được. Đấy là việc gần như không tưởng. Nhưng thôi chả cần thiết lắm. Mình có thể tuyển thêm tướng nhưng mà chắc chưa cần. Rồi, dùng hết tướng đâu. Người Pháp xin hòa bình. Mình e là tạm thời mình chưa thể hòa bình với cả Pháp. Mình cần phải có cái vùng đệm an toàn khu vực này đó. Chiếm hết cái vùng đấy để ngăn thằng Pháp đó. Rioting has broken out in this region as the lower orders have become too unhappy. You must either appease the rioters by lowering taxes or send in the troops. Vâng, cảm ơn bà. Đây, chúng ta sẽ có cái binh sang tiếp viện đây rồi. Có pháo binh rồi. Chạy về đây em ơi. À, đây có một quân đoàn ở Pháp đầy đủ. Đơn vị này chưa hồi hết quân.
chắc mình sẽ tấn công cái thành này trước để nó gần hơn, rồi sau đó mình sẽ tấn công lên đây. Xem quân đoàn này nè. Phía Bắc này thì chúng ta sẽ duy trì một quân đoàn đóng ở đây để phòng quân Nga nó đổ bộ đường biển. Bởi vùng này an toàn rồi, chúng ta sẽ đánh chiếm vùng này, giao lốt vùng đất này nữa để tạo thành một cái vùng đệm. Có thể là mình sẽ tiến tiếp đây ở nhỉ, đánh tiếp đây cũng được. Nhưng mà mùa tháng 10 mất rồi, mình e mình không biết có kịp đánh không. Tháng 10 còn 2 tháng nữa là đến mùa đông. Chặn đây đã. 2 tháng nữa là đến mùa đông mất rồi. À, nan giải. Các bạn nên nhớ là đừng có bao giờ ngu ngốc đi đánh người Nga vào mùa đông. Bài học lịch sử của Napoleon và Hitler là một cái bài học xương máu cho tất cả các bạn. Đừng có bao giờ nghĩ rằng đánh người Nga vào mùa đông. Đánh người Nga vào mùa đông là một trong những hạ sách nhất. Rồi, chúng ta sẽ qua lượt đó. Bình tĩnh, không vội vàng. Ây à, mình có nhiều tướng 8 sao với 9 sao thế nhỉ? Tướng nó phải thế, quân phổ ban đầu nó không có tướng nào cấp cao cả. Toàn tướng 3-4 sao thôi. Hay quá, thế là một thằng cho nó vào đây, nếu không nhầm thì trong này mình mấy cái vùng này có 2 tướng. 1 mới có 1 thằng nghiên cứu. Ba Lan nữa này. Ở đây luôn. Ôi, sao ở đây lắm thằng chui vào đây nghiên cứu cuối cùng này, ăn cắp công nghệ của mình đấy. Chúng nó đang vào, nó ăn cắp công nghệ của mình. Quân Thổ Nhĩ Kỳ. Tỉnh này à? Tháng 10 rồi, chắc không kịp rồi. Chắc chắn mình không kịp đánh xuống dưới rồi. Đánh xuống dưới là đến mùa đông là mình thua, không ăn được. Mùa đông của nước Nga là một vấn đề rất nguy hiểm. Quân đoàn này bị thương một chút, chưa ngồi hoàn toàn. Chưa biết người Pháp đã định làm gì ở đây. Cho dù nó làm gì thì mình cũng phải tách đơn vị này thành 3. 3 thì vẫn chưa đủ, thiếu bộ binh. Đội này thì chưa có lính bắn tỉa, đây có 2 đội bắn tỉa, à lính ném lựu đạn đây rồi. Đây có 4 đội bộ binh, một tiếp 4 đội bộ binh nữa. Thêm một đội nữa dự phòng cho chắc cờ. Ổn đấy. Mọi thứ bắt đầu ổn. Rồi. Khử hết vùng thằng Pháp cái bên này đã. Giao đất cho đệ. Rồi. Xong, bao giờ xong thì bắt đầu đến chiến trường phương Bắc. Và cuối cùng sẽ là một trận chiến với quân Nga. À đây rồi. Stärke und Ehre bereit machen. Ja. Vorwärts! Marsch! Lên sao tiếp nào. Ủa, mãi vẫn chưa luyện được thêm skill à. Các bạn về càng về sau này cái kinh nghiệm của nó càng phải tốn nhiều nên nó mới lên được sao nữa tiếp ấy. Bởi vì bây giờ chúng ta đã 8-9 sao rồi. Nên là luyện tiếp các cái cấp sau nên lên các cái rank khác nó tốn lắm các bạn ạ. Đấy. Nên là bây giờ cứ luyện đã. Rồi cứ để 2 tướng mạnh nhất này của mình luyện. Luyện trước, Garis. Garis giúp General, xong rồi đến Gorgas Guerrero và Conquest Guerrero. Tướng chinh phục là Lamarck Skill. Ở đây thì, đây mới là Garis cộng 3, lên đến cộng 5 là Lamarck. Nhưng mà thế này nó mạnh lắm rồi. Bình thường chỉ có Napoleon nó mới lên Grid ngay từ đầu. À cái gì nhỉ?
Gorioth ngay từ đầu. Chả có tướng nào, con quét thì cũng chưa có tướng nào luôn. Kể cả tướng của thằng này, thằng áo. Con quét phải đi đánh cực kỳ nhiều trận mới lên được. Rồi, qua lượt nữa đã. Chúng ta có đủ lực lượng. Nga nó có thể tấn công đổ bộ mình, nên là mình cần có lực lượng phòng bị. À, mấy thằng Thổ Nhĩ Kỳ thích chết lại kéo quân lên đây. Building farms here will help the population to grow over time and produce trade. Vâng, cảm ơn chị. À, sếp lại phát á, mình sắp chuẩn bị cho một trận đánh lớn. Mình cần biết xem là tướng nó học skill gì. Wir werden siegen! Unerschrocken! Chả được cái skill gì bút về. Thanh niên này gần đủ quá rồi. Ăn! À! Trận chiến với quân Ottoman, tiền thân của nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Rồi. Thằng Nga nó còn quân đứng đây này. À, nó không tiến vào được, nó bị bao vây rồi. Tháng 11 rồi, ôi, tháng sau là bị mùa đông rồi. Mình bắt đầu phải rút quân rồi đấy. Ăn được, kỵ binh của mình vẫn bị thương khá nặng đây. Ăn phát đã. Cứ ăn một phát đã. Sai Handy, đúng là cái tên của người Hồi giáo. Hy vọng là mấy thằng này nó không Allah Akbar. Nó cứ vác lưỡi lên, súng lên, lưỡi kiếm lên xong nó kêu, nó gọi thánh Allah vĩ đại của nó lên thì mình chết lắm. À nhưng mà nó có khá nhiều pháo binh mà đánh trên đồng bằng như này mà nó có pháo binh là hơi dở đây. Để mình xem đã, đủ quân sâu sâu xíu. Được cái pháo binh của bọn này thì nó không mạnh lắm, nó không mạnh như pháo binh của Pháp, nhưng cứ để nó bắn cho thì cũng vỡ mồm ấy. Binh của mình khá nặng, mình sâu dưới để phòng tấn công. Ấy, pháo binh của nó ngay đây. Đây nó có một cái gò đồi, không biết có được không, chưa biết là nó liệu nó bắn xuyên qua đồi này không. Bởi vì nó không cao lắm, phía sau lưng của mình cũng lại là một cái đường. Tiến lên được thì tốt, thì nó không bắn được. Các bạn thấy phần lớn là mình lập quân đội theo cái ở chỗ này. Tiến lên đây. Ta hỏi trận này vào tầm bắn của pháo binh ngay lập tức. Có hai cách để chống pháo binh. Một là chúng ta phải áp chế phủ đầu nó trước. Hai là chúng ta phải di chuyển liên tục. Thì mình chưa biết là mình sẽ áp dụng cách nào, nhưng mà cách lần này chắc là phải di chuyển liên tục. Di chuyển liên tục, nhanh. Di chuyển để bắt nó phải di chuyển theo. Tấn công tướng của nó. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Kỵ binh của ai là? Tràn lên như đúng rồi nhỉ. Tiến luôn, di chuyển ngay. Cánh bên kia chưa vấn đề gì. Cánh bên này phải tấn công trước. Ôi chết rồi,
người lính cầm kiếm của nó xông lên này. Anh em tiến lên nhanh, bọn này lì lắm, nó chơi kiểu gì đó. Được, kỵ binh của nó không mạnh lắm đâu mà. Tiến lên, tiến lên. Cánh bên kia của nó. Tiến lên. Nó định áp chế mình nhưng mà nó thấy bị thế bao vây phát nó lại rút. Đây, khử ngay khẩu pháo này của anh. Rồi, cánh bên kia này. Mình nói mấy thằng Thổ Nhĩ Kỳ này nó đông quân nhưng mà nó ngu lắm. Nó mình đánh giữa các bản rồi mình thấy mấy thằng Thổ Nhĩ Kỳ này không được thông minh lắm. Nó chỉ được cái đông quân nó nguy hiểm thôi. Thế nên toàn bị thằng Nikolai nhai dép xốp nó bắt nạt thôi mà. Chúng ta phải di chuyển liên tục để cho thằng này nó bị hỏa loạn. Rồi nhanh. Khóa của chúng ta à, rồi rồi phụ huynh của nó thì bình thường thôi, không sợ đâu. Mấy thằng Thổ Nhĩ Kỳ này không sợ đâu, bắn vào đây. Cho bộ binh giàn ra đây này, đánh luôn ở chỗ này. Riêng đấu súng thì bọn Thổ Nhĩ Kỳ này không sợ, bọn này yếu lắm. Ôi, pháo chúng ta đang lạ nhầm rồi. Bắn vào đây đi, đợi chết quân mình. À kìa, đội hình hộp rỗng, binh nó đang xông lên kìa. Watson, bọn này lao nhanh như rồi. Bọn này được cái nó liều chết lắm các bạn. Mấy thằng Hồi giáo này. Vừa được liều chết thì công nhận bọn này là đỉnh đấy. Ừ, bọn này bắn vào bộ binh của mình. Ừ, hai đơn vị này không đừng lỗng. Cả bắn vào con đường. Tiến ra đây. Thôi bắn đi. Tiến ra đây. Không sợ đâu mà, bộ binh của bọn này nó. Bọn này nó được. Nó đánh nhau thì chẳng giỏi đâu, nhưng được cái liều chết nó cũng xông thẳng vào, nó chả biết sợ là gì cả. Thế nhưng nhiều lúc mình đánh mấy cái bọn liều chết thì mình mệt lắm. Chẳng biết thế nào với chúng nó luôn. Nó trả theo một cái chiến thuật, chẳng hạn thằng Pháp nó tiến theo cái đội hình ấy, thì mình còn biết được. Còn mấy cái thằng Hồi giáo này, nó biết là chết nó vẫn cứ xông vào. Chả biết kiểu gì. Mấy thằng này bó tay. Đấy, bắn tạt sườn đấy, thông minh phết đấy. Nhưng mà bắn thì không ăn thua. Úi dồi ôi, sau một loạt đạn, úi dồi ôi, chết gần hết luôn. Đi luôn. Đấy, bạn thấy không? Một đơn vị mà nó vẫn cứ xông vào bầm lên, chả thấy sợ là gì. Cái bọn này nó không biết sợ là gì đâu. Đây. Nó không biết sợ là gì mà. Tướng nó bị chết rồi. Tướng của nó ngu học chết rồi. Tiến lên đi. Nhưng dù sao vẫn phải cẩn thận với mấy cái thằng đánh bom liều chết này, nó nguy hiểm. Chúng ta không thể lường được chúng nó sẽ làm cái trò gì ở bọn này. Nó bị đau lắm, ngáo ngơ lắm.
đánh chẳng theo một cái bài bản gì cả mọi người. Mình hết cả người luôn. Rồi. Rồi, cái như này. Cái như này đang có cái cánh rừng này, tội gì nó biến rồi. Chúng đánh vào một góc của nó là trước rồi. Chúng đánh giàn trải, giàn trải. Ái chà, pháo binh. Bắt ra đây. Trước kiểu chết con mình. Ấy bọn lính cầm kiếm này. Giời ơi cầm kiếm này. Này cầm kiếm này. Kiếm lên đây thôi. Chỉ được cái liều chết là giỏi thôi. Bọn này bọn Nga. Bọn nhưng mà bọn Nga nó liều chết thì nó còn mạnh. Mấy thằng này liều chết thì nó yếu xìu nữa. Các anh không thủ kỳ này liều chết yếu á. Được có cái người chết nhưng mà liều như này con thua rồi. Bọn này là liều chết, đúng liều chết. Nga nó thì nó xông lên nhưng nó có xông theo bài bản. Được, cái như này ốp hợp tiếp được. Liều đấu súng với con bức à? Mấy anh Hồi giáo cực đoan này. Úi xưa. Úi xưa, pháo nó lại rồi. Vỡ mồm. Chạy. Chạy chưa, chạy chưa. Vẫn lì chưa. Vẫn lì chưa. Lão ra đây đi. Chắc cờ. Rồi cánh bên này ốp dần ra đi. Pháo. Bắn ra đây. Mình đã bị bắn cạt sườn này. Bị bắn cạt sườn là mình bắn cạt sườn này nó. Nó rút rồi, tiến lên. Ok kìa. À thôi, cho tướng đi chơi rồi. Tướng đánh nhau nhận chết phát thì vỡ nổi. Thôi phá trận này nhỉ. Xong lên. Sợ gì mấy cái thằng Nai Zep Sốt. À thì mấy thằng Ala. Đánh nhau cứ gọi thánh Ala lên. Mày cứ gọi thánh Ala thôi. Ủa. Một anh đã hy sinh ngay trước họng súng. Ala của mày đâu? Rồi. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Tiến thật nhanh. Bao vây bọn này lại. Thank you.
cấp cho nó. Rồi tất cả các cánh quân đang khép dần rồi. Chỉ được cái liều chết thôi mà. Ây xời. Chạy hết. Bắn. Xong rồi, chạy hết rồi. Nhưng mà bọn này được cái nó liều chết kinh khủng luôn các bạn ạ. Đánh nhau không biết sợ gì. Thưa Para. Rồi chúng ta lại học cái skin tào lao này. Mình rất ghét cái skin này. Skin này chúng ta được tiền nhưng mà thôi mà. Đây này, chúng ta sẽ kiếm được tiền khi cướp bóc. Nhưng mà thôi, mình không thích cái skill này lắm. Rồi, chúng ta sẽ có cái vùng đệm an toàn rồi. Vào tiếp cho thằng cướp tiếp, vẫn được hơn 2.000. Cái skill đấy thì cho khi mỗi lần chúng ta cướp thì chúng ta được cộng thêm 4%, 8%, 15% là cao nhất. Tiền cướp bóc mà mình thực ra mình chả thích cái skill kiểu này. Cộng 3, có fixture, attack trên land. Tùy thôi, nói chung là mình muốn đa dạng các cái skill cho các tướng. Như tướng nào skill giống nhau thì nó hơi nhạt đúng không? Tướng này là... khá nhiều các cái skin cơ bản này có rồi, mình chỉ cần được một cái danh dự người hùng của quê nhà, người hùng của quân đội và người hùng ấy, được một cái danh dự, được một cái danh dự bán đất cho bọn Nga. Chiếm luôn. Vorwärts für Krone und Vaterland. Tugend und Tapferkeit sind unbesiegbar. Rồi. Thôi chúng ta giao cái vùng đất này lại cho cái thằng đệ tử này để chúng ta có một cái vùng đệm an toàn đó. Mùa đông đến rồi, chúng ta không thể tiếp tục tiến quân sang đây được nữa. Nếu chúng ta tiến tiếp sang đây chúng ta sẽ gặp vấn đề luôn. Rút quân về nước em ơi. Thằng này có công trình rồi. Nó có 3 tỉnh là tốt rồi. Mình bán cho nó khá nhiều đất nên là nó có công nghệ. Nó cấp công nghệ cho nó đó. Rồi.
Rồi, chúng ta đã có một cái vùng đệm rất là an toàn rồi. Phía bên này rồi, hai con đoàn này có thể rút xuống để giải quyết cái đốt cái khu vực này của thằng Đức. Mua Napoleon. Anh nhanh vãi trưởng đấy. Mình chưa kịp phòng bị, anh ấy đã kéo quân ra đây rồi. Nó không thèm đánh thằng áo nhưng đây này. Nó bay lên nó đánh mình. Rồi. Napoleon à? À, mày tấn công bên dưới đấy thì cái dưới này của mày hỏng. Cái cánh dưới này của nó sẽ bị hỏng. Chúng ta có 17.000, tiếp tục à. Dây công trình đặc biệt lên đã cho nó rực rỡ. Hệ thống chính trị 5 sao. Thôi được rồi, tôi À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Aha, ein Ort des Lernens und der Kultur. Rồi. Sớt đại phát thôi. Ôi giời.